một xưởng sản xuất hạt nhựa tái chế với những bao rác ngập ngụa cùng với mùi hôi thối nồng nặc nằm ngay giữa khu dân cư ở tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Điều đáng nói là dù không hề có giấy phép kinh doanh và vi phạm nghiêm trọng các quy định về bảo vệ môi trường, nhưng cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động. Trong con hẻm nhỏ trên đường Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, một núi phế thải ngang nhiên nằm ngay giữa khu dân cư. Không chỉ có mùi phế thải, người dân ở đây còn phải hứng chịu một thứ còn kinh khủng hơn thế, chính là mùi phát ra từ dây chuyền sản xuất này, dây chuyền tái chế hạt nhựa đen. Cái này thì cũng chẳng ai cấp phép cho chúng tôi, bởi vì tôi cũng mới làm nên tôi cũng chưa có xin được giấy phép. Nhựa phế liệu được thu mua từ các bãi rác rồi đổ vào máng, rửa sơ sài. Chúng được thổi khô rồi đẩy vào máy nấu. Thành phẩm là hạt nhựa, sau đó sẽ được dùng làm nguyên liệu nấu thành bao ni lông đen mà chúng ta vẫn quay sử dụng hàng ngày. Toàn bộ quy trình này xả ra nước thải hôi thối, chảy lênh láng ra đường. Dân lắm, hôm đang ngồi này mà mùi sụp lên là phải chạy ra nhà đóng cửa và ngồi trong nhà. Theo đại diện Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Lộc B, cơ sở này đã từng bị xử phạt gần 40 triệu đồng vì vi phạm không có giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên, để tiếp tục hoạt động thì chủ cơ sở dùng chiêu trò sang tên đổi chủ liên tục nhằm né tránh cơ quan chức năng. Đối với cái kiểm tra thực tế thì đúng là các cơ sở ở hoạt động mà xay nhựa ở đây thì hầu như là xảy ra cái môi trường ô nhiễm rất là nghiêm trọng. Thì theo nghị định 179 thì thẩm quyền đình chỉ là của Ủy ban Nhân dân phố, thẩm quyền của xã thì chỉ xử phạt theo cái lĩnh vực thương mại nghị định 124 thôi. Theo chủ cơ sở này, mỗi ngày nơi đây thu mua vào 2 đến 3 tấn rác thải là nhựa phế liệu, không giấy phép kinh doanh, không hệ thống xử lý nước thải, không bảo hộ lao động. Trước khi cơ quan chức năng có biện pháp xử lý triệt để, thì xưởng tái chế nhựa 30 này đã kịp bức tử môi trường sống nơi đây.